Bộ Y tế thông tin bản báo cáo của Unilever Việt Nam về dầu gội chứa chất gây ung thư. Cuối giờ chiều ngày 27 tháng 10, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho biết, chiều nay đã nhận văn bản báo cáo của Unilever Việt Nam liên quan thông tin thu hồi các sản phẩm dầu gội khô của công ty này tại Mỹ, Canada. Theo đó, việc thu hồi chỉ áp dụng với sản phẩm dầu gội khô dạng bình xịt được sản xuất trước tháng 10 năm 2021 tại thị trường Mỹ và Canada. Unilever Việt Nam khẳng định việc thu hồi này là tự nguyện, thận trọng và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ quyết định hay lệnh cấm của cơ quan sở tại. Văn bản báo cáo của công ty này lên Cục Quản lý Dược cũng khẳng định sự việc thu hồi tự nguyện chỉ áp dụng cho các sản phẩm tại Hoa Kỳ và Canada, không ảnh hưởng đến các sản phẩm của công ty này đang kinh doanh tại Việt Nam. Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết Unilever Việt Nam báo cáo trong 2 năm 2019 đến 2020. Công ty này công bố 3 sản phẩm dầu gội khô, Tizen Fresh và Clean Dry Shampoo, TRMM and Volumizing Dry Shampoo và Do Invisible Dry Shampoo sản xuất tại Mỹ. Từ năm 2020, Unilever Việt Nam đã ngừng nhập khẩu, phân phối sản phẩm Do Invisible Dry Shampoo. Từ tháng 9 năm 2021, đã ngừng phân phối sản phẩm TRMM Fresh và Clean Dry Shampoo, TRMM and Volumizing Dry Shampoo. Ngày mai chúng tôi tiếp tục tổng hợp thông tin và xử lý, lãnh đạo cục này nói. Trước đó, ngay khi nắm thông tin từ báo chí phản ánh các sản phẩm dầu gội khô nhãn hiệu Dove, Tresemmé và Bedhead của Unilever bị thu hồi tại Canada và Mỹ do liên quan đến hàm lượng benzen trong sản phẩm dưới dạng vết. Ngày 26 tháng 10, Cục Quản lý Dược đã có văn bản yêu cầu Unilever Việt Nam báo cáo. Công ty này cũng phải báo cáo tình trạng lưu hành các sản phẩm trên tại Việt Nam, đề xuất hướng xử lý và khuyến cáo các nội dung liên quan. Unilever Việt Nam có một ngày để chuẩn bị các nội dung báo cáo cho Cục Quản lý Dược. Được biết, Unilever đã công khai đường dây nóng để người tiêu dùng phản ánh nếu nghi ngờ sản phẩm đang dùng có liên quan đến việc thu hồi tại Mỹ và Canada.